Ôi ôi, cái gần 1 cân đồng các bạn ạ. Mẫu 9016 này thì được thiết kế kiểu hiện đại hơn với kiểu rãnh ở bốn xung quanh như này. À, cả hai cái loại này đều là mặt vuông 12x12cm các bạn nhé. Với cái mặt của cái 9016 này nhìn qua các bạn có thể sẽ nghĩ là nó thoát nước rất chậm đúng không? Nhưng mà không đâu, cái này vẫn đảm bảo thoát nước nhanh như bình thường. Và cả hai mẫu này thì đều lắp vừa cỡ ống từ 60 này đến 110 các bạn nhé.